đấu diễn ra ở trong cặp đôi thứ năm rất vất vả rồi. Vào lúc 16 giờ và có vẻ là trên trận đấu còn khi bà bên tay trái đây, khi mà chúng ta đang gặp xem nhạc ở bên tay phải. Tại giải bóng đá quốc gia trong phổ thông Phạm Đồng 2020-2021, đây là mùa thứ ba, giai đoạn từ mùa 1-16 đi đến chung kết qua các chương trình hàng ngày tại Việt Nam. Có vẻ là ngày hôm nay một buổi giao lưu đầy nhộn nhịp. Bà cũng đã hoàn thành xong rồi, để xem rồi mỗi một chồng mai đó để mỗi một chồng mai đó nha. Thôi thôi bạn này coi em bao nhiêu rồi, xong chưa? Hết rồi. Bao nhiêu rồi? How many? Ồ đây, hỏi con này coi, con này quen nè, nói trai không đồ, con cao không đồ. Bao nhiêu rồi? Hết rồi, không đá nữa. Hết rồi, bao nhiêu rồi, không đá. Bao nhiêu bàn? 51. 51 à, bên này đúng không? Vâng. À, là bên trái. Như vậy là chúng tôi đã xin kết quả cập nhật trong cặp đấu này. Vì hôm nay thời gian bận có một vài số đó sống đó, bận thôi. Thế nhưng dù sao thì bạn này cũng đã nói với cho ngày hôm nay rồi, kết quả bất bại trên thắng 4 bàn thôi. Cặp đấu của Hải Vang vào lúc 16 giờ cũng như là bắt chứng cho cặp đấu đô này. Thay vì sân vận động Phong Minh Đông thì lý do là vì luyện bóng ném bom, cho nên là để cho một trong những bộ môn đang cần thiết và quen thuộc. Rồi mình không cảm nhé, vì cặp đấu đang là đang diễn ra sớm hơn, thay vì đó là muộn hơn. Bên này thắng không? Rồi bên này thắng, như vậy tỷ số là bạn này nói là 5-1. Và với sao dù sao kết quả thì hôm nay sau khi dân trại Long Côn đã đánh bại được chiến xe âm nhạc ở sau được vòng 18, đây là vòng 18 trên vòng 18 có 16 đội được đi. Hôm nay có vẻ là vòng đi đấu ấn tượng và may mắn rồi. Xin chúc mừng ca sĩ Ngọc Lan ngày hôm nay có chiến thắng đậm đầu tiên trong lịch sử và trước chiến xe nhạc của dưới sự dẫn dắt của Justin Phúc Nguyễn. Thì ngày hôm nay xin chúc mừng cho dân trại Lân Khôn của ca sĩ Ngọc Lan, một chương trình hài hước so với chiến xe nhạc. Chiến xe nhạc trải qua 4 mùa và dân trại Lân Khôn mới là mùa đầu tiên trong năm 2020. Rồi chúng ta hy vọng rằng chương trình dân trại Lân Khôn sẽ còn mang nhiều điều thú vị trong mùa 2 vào năm 2021. Đừng quên mở TV vào lúc 20:30 tối thứ hai trên TV7 đi còn theo dõi những chương trình đặc sắc khác trong chương trình dân trại Lân Khôn mùa 2. Chúc cho dân trại Lân Khôn sẽ còn ngày càng phấn đấu và nhiều thứ thú vị hơn. Với chiếc xe âm nhạc, chương trình có vẻ là sau khi mà đánh thua ngày hôm nay với cách biệt 4 bàn thì nói chung khó khăn nhất là về mặt thể lực của cầu thủ, nếu như trong trường hợp không thể tham gia được. Vì thế cho nên là ngày hôm nay bị thất bại là một trong những thất bại nặng nề nhất trong lịch sử này của đội của Justin Phúc Nguyễn. Hy vọng rằng chương trình chiếc xe âm nhạc và sẽ còn nhiều điều thú vị trong mùa thứ năm nếu có. Còn khả năng chương trình cũng đã dừng phát sóng sớm, chắc cũng vào 4 mùa. Và cũng như là chúc cho dự án sản phẩm âm nhạc mới sẽ ngày càng thú vị hơn. Hậu đại cho sân dưỡng đó. Hôm nay có đá công viên không? Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và sẽ gửi qua những gì mà kết quả sẽ được cập nhật, hoặc có thể một số công việc bận gửi cho một số bất kỳ nào đó được vòng bảng hoặc là giai đoạn quan trọng ở đây thì cũng đã được kết quả xác minh rồi. Hy vọng rằng chúc cho bạn sẽ có những phút giây thoải mái và vui vẻ trong đầy tiếng cười. Buổi trình đợt ngày hôm nay và kết quả được cập nhật trong cặp đấu 45 phút thi đấu vào lúc 16 giờ, cặp đấu giữa chiến xe nhà cặp chủ nhà dân trại Đông Khôn ở vòng 18 lượt đi ngày hôm nay.
Đây, cúp C1 giải bóng đá cúp trung học phổ thông Phạm Đồng 2020-2021. Đây là mùa 3 của năm nay. Đến đây là kết thúc. Xin đăng ái chào tạm biệt và đăng ký like, subscribe để xem theo dõi những số tiếp theo. Cứ mọi gì khung giờ nào đó thì đừng quên theo dõi cập nhật những diễn biến bất kỳ trong cặp đấu đó. Thì thời gian do là công việc và bận đáng kinh hoạt vì hôm nay 16:48 rồi mà các cầu thủ này đi kết thúc vào lúc 16:45 không tiếng còi. Năm nay đáng là trân trọng tự hào cho mình rồi. Năm 1 cũng là tỷ số ngày hôm nay với trong những chiến thắng đầy nhiệt huyết và danh giá hơn. Lượt về sẽ còn khó khăn hơn, vì mong chuyến xe nhạc thì sẽ giành chiến thắng với khó khăn, đặc biệt năm bàn là khó khăn hơn. Dù rằng có được may mắn chứ trên giải đơn côn hay không, ai sẽ vào, ai sẽ chính thức chia tay chương trình, ai sẽ lọt vào vòng tứ kết diễn ra vào tháng 4. Chúc các bạn các chương trình từ thứ hai đến chủ nhật may mắn. Hộ đá vài tiếng rồi đi bé, sớm mà tụi kia chưa xuống đâu. Nắng này đẹp quá đi các bạn ơi. Trời hôm nay có vẻ là không gian trong các thành phố thay đổi rất là nhiều rồi. Đúng là năm nay thì cũng nhiều hơn so với năm ngoái cũng so cũng 8 năm. Thế nhưng năm nay thay đổi rồi. Ê, gì đâu rồi? Hả? À, đúng rồi, chưa mà. Để chưa xong mà. Để chưa xong mà. Không, tụi nó còn đá tiếp nữa đó. Từ từ đi. Trong đây có khoảng 8-9 người rồi. Ôi, đồ đa đang kêu nó nằm đầy chậm nữa đi, nhanh lên. Hậu gian còn nhiều để chưa có ai xuống đâu. Chắc là bọn này chơi quá lâu rồi, thời hạn ngày hôm nay từ khoảng 4 giờ, có khả năng 4 giờ, đó 4 giờ 45 chiều. Đúng là nhiệt tình luôn, nói gì không nổi. Thôi, bye bye các bạn nha. Số tiếp theo sẽ còn gặp lại nhau nữa.